Xin chào mọi người, tôi là Leo Đình Bảo. Ngày hôm nay Leo Đình Bảo muốn nói đến một vấn đề rất là quan trọng của đất nước chúng ta. Hiện tại bây giờ chúng ta cần phải quan tâm và bắt buộc chúng ta phải quan tâm. Kính thưa các cô chú, những người đang lớn hơn độ tuổi của Bảo đang quan tâm tới vấn đề về ba cái đặc khu kinh tế mà chuẩn bị mà đất nước chúng ta đang chấp thuận cho Trung Quốc đến để mà đóng giữ và phát triển cho cái nền kinh tế của đất nước chúng ta. Và cũng kính thưa một số tất cả các bạn trẻ đang quan tâm, hoặc là một số các bạn trẻ đang không quan tâm, hoặc là chưa bao giờ nghĩ tới và chưa bao giờ nghe được cái thông tin này. Ngày hôm nay thì Leo Đình Bảo muốn nói về cái vấn đề trên. Thì ba cái đặc khu kinh tế mà nước chúng ta chuẩn bị để mà cho Trung Quốc đến để mà phát triển về cái ngành kinh tế của chúng ta là có Bắc Vân Phong, Vân Đồn và Phú Quốc. Thì các bạn nên biết được là Hoàng Sa Trường Sa, chúng ta nên nói là Hoàng Sa Trường Sa là của chúng ta, nhưng thật sự bây giờ là nó cũng không còn là của chúng ta nữa. Một phần các bạn có hời hợt đối với những cái vấn đề về thông tin của đất nước, và ngày hôm nay cái thông tin mà cho thuê đất, cho thuê ba cái đặc khu kinh tế thuộc lãnh thổ của đất nước Việt Nam của chúng ta, thì các bạn nên thấy được một điều là tới thời hạn là 99 năm. Thì ngày hôm nay Leo Đình Bảo cũng giống như các bạn, cũng đang bộn bề về những công việc, cũng đang lo toan về cuộc sống và mưu sinh của mình, cũng lo rất là nhiều thứ bên cạnh của mình. Nhưng bắt buộc tôi phải quan tâm đến vấn đề này, bởi vì 99 năm là cái gì các bạn? 99 năm là cả một chặng đường của một con người. Và tôi sợ nếu như mà cái ngày 15 tháng 6 mà Quốc hội đã được chấp thuận qua và mọi người đều đã được nhấn cái nút bán nước đi rồi, thì tôi không còn có cơ hội để tôi nói và tôi chia sẻ nữa. Và tôi sẽ tiếc thay nếu như ngày hôm nay, ngày này tôi không nói với các bạn biết. Các bạn có thể nghe, lắng nghe và các bạn có thể chia sẻ giúp cho tôi để cho một số các bạn trẻ hiểu được và đánh thức được lòng yêu nước của các bạn, hiểu được cái vấn đề hiện tại bây giờ của chúng ta đang có là cái gì. Khi chúng ta mang được một cái vấn đề về đất nước đến, là một người bạn đến đất nước chúng ta để phát triển cái nền kinh tế, thì các bạn phải nên biết được đó là người bạn hay là kẻ thù, hoặc là kẻ thù đang giả dạng làm bạn. Nếu như 99 năm đó ở tại đất nước của Việt Nam của chúng ta, họ sinh con đẻ cái, họ mang dân tộc của họ, họ mang người dân của họ, họ mang lực lượng vũ trang, họ mang vũ khí, họ xây dựng hết tất cả những thứ để chống lại chúng ta, cái ngày mà 99 năm kết thúc, chúng ta làm lại không? Và nếu như mà tôi không còn nói nữa, tôi sẽ không còn bao giờ có cơ hội để nói ra được nữa. Và các bạn nên biết là cái ngày 15 tháng 6 tới là cái ngày rất là quan trọng. Quan trọng lắm, quan trọng cả hơn cả cái việc đá banh sắp tới của các bạn, quan trọng hơn cả tình yêu của các bạn, quan trọng hơn cả gia đình của bạn, hơn cả sự nghiệp của các bạn, hơn cả tất cả những cái gì mà các bạn đang quan tâm tới. Và nếu như ngày hôm nay các bạn ngưng lại cái Facebook, bớt xem hài đi, bớt giải trí lại đi, và chúng ta đang biết được là tình hình của đất nước chúng ta đang như thế nào và tệ như thế nào rồi. Các bạn ơi, 99 năm nếu như kết thúc rồi, chắc chắn chúng ta có thể lấy lại được hay không, và nền kinh tế của chúng ta có thể phát triển được hay không? Thì cái ngày video này tôi chỉ mong có hai điều duy nhất. Thứ nhất, tất cả các cô chú hiện tại đang nắm giữ về vận mệnh của đất nước, thì cái ngày mà chúng ta bấm nút bán nước, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ trong đầu của chúng ta. Chúng ta phải dùng lương tri của một con người để chúng ta suy nghĩ là chúng ta có nên bấm hay không. Và việc thứ hai là tất cả các bạn nào chưa biết về thông tin, chuẩn bị biết về thông tin và chia sẻ tất cả các thông tin này đến lan rộng hết rất nhiều bạn trẻ để chúng ta có thể thức tỉnh được, thì các bạn hãy nói lên tiếng nói của mình. Từ đây cho đến ngày 15 tháng 6 các bạn nói lên, tại vì Quốc hội chưa có chấp thuận về cái vấn đề này, nên nếu như các bạn nói đó là hợp pháp. Nhưng sau cái ngày 15 tháng 6, tất như chúng ta đã biết, cái tin xấu nhất có thể là Quốc hội không nếu như đã chấp thuận rồi, thì tất cả những cái comment, những cái ý kiến, những cái mà các bạn đang nói là vô nghĩa, là vô ích, và mãi mãi chúng ta sẽ chết. Chúng ta chỉ chết, chỉ còn đường chết. Tất cả những người đang có quốc tịch ở nước ngoài, những người giàu ở Việt Nam lo được cái thay của họ, họ đi rồi. Thế còn những giai cấp bình thường ở dưới thì sao? Hoặc chưa kể đến những giai cấp đang u mê, đang chơi bời, đang chưa lo nghĩ tới là mình đang bị nguy hại như thế nào. Và chưa kể những người chưa bao giờ có ước mơ, chưa bao giờ có biết được cầm một trong tay một cái số tiền như thế nào để tự lo được cho bản thân của mình nữa. Bao nhiêu con người sẽ chết, bao nhiêu con người sẽ thống khổ, đời đời mãi mãi sẽ không bao giờ lấy lại được. Và kết thúc đi cái 99 năm đó chăng nữa, chúng ta mất nước. Thì xin lỗi,
cảm xúc nó rất là lên, nên tôi ráng tôi kìm lại tôi nói chuyện với các bạn. Và tôi cũng mong muốn là sau cái đoạn video này các bạn hãy nên chia sẻ rất nhiều để cho những cô chú có thể lắng nghe được những người giới trẻ như Bảo, những người thật sự ngoại hình. Có thể các bạn nó không đàng hoàng là do tóc tai, do khuyên tai, do tất cả mọi thứ, nhưng nó không nói được vấn đề gì hết. Dù bạn là ai, dù màu da bạn như thế nào, dù bạn xăm mình như sao, dù bạn tóc tai như thế nào, bạn vẫn là con người Việt Nam. Bạn vẫn nói tiếng Việt, tôi vẫn nói tiếng Việt cho các bạn và tôi yêu nước. Nên lắng động lại, chia sẻ, nói hết mình, nói lên quan điểm của mình, chia sẻ hết tất cả những thứ mà các bạn có thể làm được để giữ nước chúng ta. Xin cảm ơn mọi người và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào các bạn. Kiều Ngọc xin trân trọng kính chào tất cả cô chú bác và các anh chị. Trước hết Kiều Ngọc xin cảm ơn cô Danh cũng như là cộng đồng người Việt tại Montreal đã cho Kiều Ngọc có được vài phút để chia sẻ với ông bà và anh chị em chuyến đi tham dự hội nghị quốc tế vừa qua của Kiều Ngọc tại Ấn Độ. Kiều Ngọc xin chia sẻ với lại ông bà và anh chị em như thế này, là vào ngày 10 và 11 tháng 5 vừa qua, Kiều Ngọc đã đại diện cho Liên minh Việt Nam Tây Tạng đến New Delhi, Ấn Độ để tham dự một cái hội nghị quốc tế với chủ đề là Building Freedom, Democracy and Peace in Asia, tạm dịch là xây dựng tự do dân chủ và hòa bình tại châu Á. Đây là một cái hội nghị do một tổ chức trẻ Tây Tạng gọi là Tibetan Youth Congress họ đã đứng ra tổ chức. Cái đặc điểm của cái hội nghị quốc tế này đó là ban tổ chức họ đã làm việc liên lỉ suốt 4 năm trời để có thể quy tụ các nhà hoạt động trẻ cũng giống như là các tổ chức đấu tranh đến từ 12 quốc gia Á Châu đến tham dự cái hội nghị này, và trong đó gồm có Nhật Bản, Tây Tạng, Ấn Độ, Phi Lục Tân, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Nepal, Miến Điện, vân vân. Có một cái điều mà Kiều Ngọc cảm thấy đặc biệt nữa đó là tất cả các thuyết trình viên cũng giống như là các tham dự viên đến tham dự hội nghị này, họ đều có chung một cái nỗi băn khoăn thao thức, đó là sự bành trướng của Trung Cộng và sự ảnh hưởng của Trung Cộng lên trên cái nền kinh tế, chính trị và văn hóa tại đất nước của họ. Và đặc biệt hơn nữa đó là như ông bà và anh chị em biết rằng là Mông Cổ và Tây Tạng coi như là hoàn toàn đã bị Trung Cộng chiếm đoạt hoàn toàn rồi. Riêng Mông Cổ họ cũng bị cái tình trạng giống như là nước Việt Nam của mình, đó là năm 1940 chính đất nước của họ cũng bị trải qua một cái cuộc khổ nạn tàn khốc, đó là cải cách ruộng đất y chang như là nước Việt Nam của mình bị ngoại bắc. Thì sau khi tham dự cái hội nghị này đó, xin lỗi ông bà và anh chị em, tức là vào cái ngày cuối cùng của cái hội nghị này đó, tất cả các thuyết trình viên, tham dự viên đều đi đến một cái kết luận rằng đó là bằng mọi cách chúng ta cần phải hợp sức lại để chúng ta có một cái tiếng nói vang hơn, lớn hơn, rộng hơn với cái tầm vóc quốc tế. Chúng ta cần phải hợp lực và liên minh với lại tất cả các nhà đấu tranh ở các vùng Đông Nam Á để chúng ta có một cái tiếng nói chung, là chúng ta không chấp nhận và chúng ta phải tìm mọi cách để mà ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng lên tất cả các nước nhỏ bé. Thì cuối cái hội nghị này đó, Kiều Ngọc là một trong những người chính đẩy mạnh việc thành lập một cái ủy ban tại vùng Đông Nam Á gồm có 12 quốc gia để mà chúng ta đến với nhau, để chúng ta có những cái dự án ngắn hạn cũng giống như dài hạn, để mà chúng ta có một cái tiếng nói chung, gây một cái sự áp lực lên trên thế giới cũng giống như là Trung Cộng, để họ có thể buông tay, bỏ cái cuồng vọng của họ, thôn tính lên trên tất cả các nước nhỏ bé. Thưa ông bà và anh chị em, Kiều Ngọc nhận thấy rằng là để giúp cho có được cái sự hòa bình, tự do dân chủ tại vùng Đông Nam Á và đặc biệt riêng đối với nước Việt Nam của chúng ta, thì Kiều Ngọc nhận thấy rằng là trước mắt chúng ta có hai mặt trận, đó là mặt trận quốc nội và mặt trận quốc tế. Mặt trận quốc nội là làm sao chúng ta có thể giúp
cho và cùng đồng hành với người dân của chúng ta trong nước dám vượt qua sự sợ hãi, can đảm để mà đứng lên đòi cái quyền dân chủ, nhân quyền ở trong nước. Thì đó là một mặt trận quốc nội, nhưng mà anh chị em và ông bà cũng hiểu được là cái vấn đề là không phải chỉ có mỗi Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền đứng đó là một cái rào cản cho chúng ta không thôi, mà một cái rào cản và một cái sức mạnh lớn hơn đứng đằng sau lưng Cộng sản Việt Nam, đó là cái thằng Trung Cộng. Vì vậy mà Kiều Ngọc nghĩ rằng là cả hai mặt trận đó chúng ta đều phải cố gắng nỗ lực, chứ không thể nào chúng ta bỏ một trong hai. Thương bà và anh chị em, vậy thì ước mong của Kiều Ngọc cũng giống như là tất cả ông bà và anh chị em đó, là làm sao đó chúng ta có thể mỗi một người chúng ta cùng chung tay và chúng ta đóng góp trong cái công cuộc chung này. Là bởi vì đó, nếu mà chúng ta không làm gì hết và chúng ta trông đợi vào cái thời gian dòng lịch sử rồi đó, mọi chế độ nó cũng sẽ qua đi, thì đợi tới chừng đó thì đất nước Việt Nam của chúng ta rất có thể vào năm 2020 trở đi là nước Việt Nam của chúng ta sẽ hoàn toàn bị mất vào tay Trung Cộng, và chúng ta sẽ bị những cái nạn thảm khốc, bị diệt chủng tương tự như Tây Tạng mà thôi. Thì nếu mà chúng ta chờ đợi thì người dân của chúng ta sẽ có biết bao nhiêu người lầm than và đau khổ và bị giết chết. Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay để mà đóng góp cho cái công cuộc chung của chúng ta, để mà Việt Nam sớm có được tự do dân chủ một ngày sớm hơn, thì đất nước của chúng ta, dân của chúng ta đỡ phải khổ hơn. Vậy thì Kiều Ngọc xin và hy vọng rằng là mọi nỗ lực và công cuộc đấu tranh của mọi tổ chức có chính nghĩa đều được sự hỗ trợ của mỗi người dân của chúng ta ở trong nước cũng giống như ở hải ngoại. Và đặc biệt nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không thể nào làm điều gì lớn lao hơn, thì xin ông bà và anh chị em có thể chúng ta có thể bắt đầu từ những cái việc nhỏ, như là hỗ trợ về vấn đề tinh thần cũng giống như là tài chánh cho các tổ chức đấu tranh, cho các tù nhân lương tâm. Và nếu như chúng ta không thể nào làm như vậy vì hoàn cảnh của chúng ta, thì ít nhất chúng ta có thể kêu gọi và hỗ trợ tinh thần của anh em bạn hữu và chính con cháu trong gia đình của chúng ta, và chia sẻ về tình hình đất nước đến với tất cả những người thân trong gia đình, và hy vọng qua những cái ngọn lửa nhỏ đó chúng ta có thể lan rộng hơn cho tất cả người dân của chúng ta ý thức và trách nhiệm đóng góp cho cái công cuộc chung, từ trong gia đình của chúng ta, bạn bè của chúng ta, trong trong công việc ở sở làm cũng giống như là ở ngoài xã hội, thì từ từ cái ngọn lửa đó sẽ được lan rộng ra hơn. Tới đây thì Kiều Ngọc xin được kết thúc cái phần chia sẻ của Kiều Ngọc ở đây. Kiều Ngọc cũng xin cảm ơn tất cả ông bà và anh chị em đã bỏ thời gian lắng nghe tâm tình của Kiều Ngọc. Và nếu như mà trong cái cuộc nói chuyện ngắn gọn này có thể là Kiều Ngọc không nói được hết được cái tâm tư và hết ý của mình, nếu có gì sơ sót thì xin ông bà và anh chị em bỏ qua cho Kiều Ngọc. Và nếu như mà ông bà và anh chị em có điều gì muốn chia sẻ và muốn Kiều Ngọc tâm tình rõ hơn trong tương lai, thì xin ông bà và anh chị em có thể liên lạc với Kiều Ngọc qua cô Danh, hoặc là theo dõi tất cả những cái chương trình buổi chia sẻ của Kiều Ngọc cũng giống như là của phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền qua trang Facebook của phong trào cũng hay là của Kiều Ngọc, hay là có thể liên lạc với Kiều Ngọc qua email. Xin cảm ơn tất cả ông bà và anh chị em.